Dung xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Radio Cuộc Sống ở Pháp. Thì hôm nay Dung đổi món cho gia đình mình ăn một chút cô chú ơi, chứ chiên xào kho hoài ngán quá. Thì hôm nay Dung vào bếp, Dung nấu canh chua. Canh chua tôm đó cô chú. Thì cái món này thì Dung nghĩ là cũng rất là dễ làm, nhưng mà cô chú anh chị theo dõi video để xem coi Dung hậu đậu nấu có thành công hay không nha. Bây giờ Dung sẽ đi cắt khóm và cắt cà chua, cắt hành ngò ra sẵn. Nhưng mà cái đậu bắp này là Dung để nguyên, Dung không cắt được rồi cô chú anh chị ơi, tại vì Dung mua đậu bắp tươi đó, rồi Dung đông lạnh. Cà chua này là cà chua ngoài vườn, rất là đặc ruột luôn. Thì ngò đây là ngò gai đi cô chú, ngò gai thì rất là mắc nha, 5 tép ngò gai là 3 euro, là khoảng 90 ngàn đó. Bây giờ Dung sẽ đi phi củ hành nha cô chú. Thì Dung không phi tỏi cũng được, nhưng mà tỏi thì các con Dung nó không có chịu ăn, cho nên là Dung phi hành cho nó bớt cái mùi á. Xong rồi Dung sẽ xào khóm với lại cà chua cho nó chín. Thì Dung thích thêm một chút xả băm nữa cho cái mùi xả nó thơm đó. Còn cái nhưng mà đúng với quê thì thường không có nấu xả, nhưng mà mình cho chút xả vô nữa. Và thêm một chút ớt bằm. Và cái ớt này thì nó có màu đẹp thôi chứ nó không có cay nha cô chú anh chị. Và bây giờ thì khi mà thơm với lại cà chua nó bốc mùi thơm rồi thì Dung sẽ cho nước vào. Khi nước bắt đầu sôi thì Dung sẽ đi nêm nếm, thì Dung cho vào một muỗng đường. Thì cô chú anh chị nào thích đường nướng nêm đường phèn thì nó cũng rất là ngon, thì nó trong nước nữa và cái vị nó ngọt rất là thanh. Thì Dung cho một tí xíu bột ngọt thôi chứ không có cho nhiều, tại vì bột ngọt nó sẽ làm chát cái nồi canh của mình đó cô chú. Thì sau đó thì mình thêm nước mắm rồi dằn một tí chút xíu muối vô. Dạ, Dung xài cái nước me pha sẵn này nè cô chú, chứ Dung làm biếng mua cái me vắt lắm, mua ve vắt thì phải pha này kia nữa. Thì khách của Dung vô gọi đồ ăn rồi thì Dung mới đi nấu canh cô chú ơi, chứ Dung không có nấu trước, biết đường đâu nấu trước. Thì nước sôi rồi thì Dung cho đậu bắp vào, mình cứ thả luôn nguyên cổ vậy luôn, giờ rồi ăn thì cắt ra thôi cô chú anh chị ơi, tại vì nó đông lạnh á. Mà cô chú thấy là đậu bắp đông lạnh nấu lên cái màu cũng rất là đẹp đúng không, nhìn nó như đậu bắp tươi vậy đó. Thì sau khi đậu bắp nó chín rồi thì Dung sẽ cho tôm vào. Vậy là mình đợi tôm chín nữa là xong, hoàn thành nồi canh rồi đó cô chú anh chị, rồi nêm nếm lại cho vừa ăn. Rồi dành cho một chút ngò vào nữa là xong. Thì Dung thì Dung thích nêm ngò hơn là nêm quế. Và sau cùng là Dung cho giá vào, rồi Dung nhắc tắt bếp liền cô chú ơi, để nếu không là giá nó sẽ ra nước, có làm lạc nồi canh của mình. Thường thì nấu cho khách đó thì Dung chỉ bỏ giá vào dưới cái tô đó thôi, cho nó vừa chín chín thôi. Vậy là nồi canh của Dung đã xong rồi. Thì mời cô chú anh chị ra bàn ăn cơm với gia đình nhà Dung nhé. Nếu có điều gì không?
Thì giờ Dung kể cho cô chú anh chị nghe là Dung có rất là nhiều khán giả hỏi Dung là tại sao mà Dung làm ở nhà hàng nào mà dễ như vậy, kiểu như là không có tin Dung có nhà hàng đó cô chú anh chị. Thì hỏi Dung là làm chủ nào mà dễ như vậy, cho quay bếp rồi cho quay khách rồi quay từng cái ngóc ngách ở nhà hàng. Thì Dung cũng có đính chính là Dung nói là Dung nhà hàng của Dung thì không ai tin hết trơn á. Thì có một cái vị khán giả đó từ quận Toulouse, ở ngoài rìa của Toulouse luôn, thì mới đến ăn, hỏi Dung câu hỏi đó rồi xong rồi mới đến tận chỗ luôn của chú, kiểu như để xác minh xem là mình có phải là nói dối hay không đó. Thì cũng xuống nhà hàng, nhưng mà ngày hôm đó là Dung bận rồi Dung cũng không có gặp được. Nhưng mà ông xã Dung có nói là khi mà ăn xong rồi thì có nhắn lại là kiểu như đến mà qua biết Dung qua YouTube đó cô chú. Đó thì nhưng mà ăn xong rồi thì cũng để lại lời khen chứ không có chê gì hết. Và Dung cũng không biết là có thiệt tình hay không nữa. Thì cũng khen nói là đồ ăn ngon. Thì Dung thấy là ăn cũng hết bàn, hết ăn hết đồ ăn. Thì Dung nghĩ là chắc ăn được. Thì cô chú anh chị nào theo dõi kênh của Dung thường xuyên á thì biết Dung chia sẻ nhiều cái chuyện xung quanh nhà hàng đó. Thì cổ Dung thì Dung mới chia sẻ thôi cô chú anh chị ơi, chứ đi làm thuê thì ai cho quay đâu chia sẻ, sao chia sẻ được. Với lại hôm rồi thì chị Mai cũng có đến chơi thì Dung cũng quay này kia cho cô chú anh chị xem đó. Thì một người quay nhà hàng đi làm thuê với lại nhà hàng, nói chung là nói không phải mình khoe nhưng mà không hiểu sao không tin mình nói. Được xuống tận chỗ coi. Đâu? C'est bon? Non?
có ăn tôm không? Ờ, tôm nó không chán caramel. Dạ, chị bá sát đấy thì chỉ mày nữa. Sát cái nào sẽ không chán caramel? Đúng. Chưa. Tu veux une crevette? Non, il n'y a pas. Tu veux le morceau de crevette? Oui. Non, Sacha, il veut. C'est moi, c'est moi, je vais te laisser. Tu sais, c'est un peu plus vieux. Ah, mais c'est là. Ah, pour les petits chauds. Tại vì mỗi lần mình nấu là nó hơi cay cay á cô chú. Ông xã Dung nói là lần này không có cay gì à, nhưng mà tụi nhỏ nó ăn nữa. Cô lê chú à. Ba ba. Ở nghỉ cái gì? Et le chocolat? Tu veux que je te fasse la fille? C'est la douce. C'est la douce. Je ne veux pas prêter les calamars. Mais il veut jamais j'ai lu quand même. Si. Je veux les calamars. Allez, vas-y. Charles, papa, moi aussi. Maman va t'en faire pour ce soir. Allez. Et moi? Moi, non? Qui est-ce ça? Il y a quoi comme ma chine d'âme, mais quand tu vois. Pipa, toi, tu vas m'en faire. C'est pas réglé comme le canard. Lâu lâu đổi lại ăn canh ăn ngon ghê của chú anh chị. Như là kho riết, kho xào, chiên riết ngán luôn á. Thì cô chú anh chị có thể đổi món cho gia đình mình với lại canh chua tôm nha. Nhưng thấy cũng rất là ngon. Nhờ ăn nó rất là bắt cơm của chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian ăn cơm cùng với gia đình Dung. Thì bữa cơm của gia đình Dung là nó đơn giản nhất cái làng YouTube đó cô chú, YouTube luôn đó cô chú. Rồi mình nói rồi, bây giờ mình đi tạm biệt ông bà cô chú đi, cho mẹ đi làm con. Tạm biệt bà cô chú. Tạm biệt bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt bà cô chú. Je vous dis au revoir, je suis du travail. Bây giờ Dung cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Thì cô chú đăng ký ủng hộ kênh Dung nhé. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo nha cô chú anh chị. Thì Dung nấu ăn thì có cái Dung nấu, Dung biết nấu. Cái gì Dung nấu rất là dở nha cô chú. Chứ không phải là món nào Dung biết nấu. Với lại kênh Dung là không phải dạy nấu ăn. Thì giờ như Dung chia sẻ bữa cơm gia đình, rồi có những cái câu chuyện bên lề. Có những câu chuyện bên lề thì Dung chia sẻ lại cho cô chú anh chị nghe cho vui thôi. Tạm biệt, chúc cô chú anh chị có một tuần mới làm việc thật là nhiều may mắn và nhiều niềm vui nha.